quân đội Bắc Linh. Sau 3 kg. Sau 3 kg. Cái hạng 8 có 4 hạng nhỉ. Ít thế thì càng vào huy chương dễ, có khi là đánh được chiều. Trắng trắng hết chứ không phải để đến nỗi nào những cái trong nhà đẹp. Nhiều vận động viên là nhưng mà cao to dáng đẹp nhỉ. Và quân đội rất mạnh. Mạnh. Các bộ môn mạnh, võ mạnh. Đây là bộ quốc phòng đâu. Nhiều. Chọn được nhiều người tốt. Lương cao thì tiếp theo. Về toàn thể đội thường của đội vệ thì thường nó lấy còn giỏi lấy về toàn chủ chế độ này anh cũng tốt anh giữ được vận động viên hai nữa là hai thì thôi luôn chuyển ngành cho anh nào thích dễ vào được ngành nghề sau khi hết nhiên thi đấu là nó vẫn có việc đấy thì nó nghe cái thì tạo một bậc nhìn gà như con gà chọi. Nếu ai không trở thành huấn luyện viên là coi như là hết nghề. Huấn luyện viên là phải đi học. Đúng rồi, là phải đi học, không học thì coi như hết luôn, hết thời vận động viên là thôi. Học là không bằng cấp nữa, học được. Có mấy người theo được huấn luyện viên đâu, lại về làm vườn các kiểu, đam mê. Cao to nhỉ. Trông cao hẳn em hơi xanh cao hơn lệch nhau mấy cân đấy thì hạn cân nó du di được mấy cân 3-4 cân đấy nó hạn cân nó lệch nhau mấy cân rồi từ 60-63 chẳng hạn nó từ 59 chẳng hạn là nó phải từ 63 trở lên trở xuống để xuống đấy thì nó khoảng lệch nhau 4-3 cân đấy. Đỏ gì ấm nhắc nhở mình là thành cái thứ hai nhỉ? Ba người. Thế thì gần hết rồi. Đến 8. Bây giờ có vòng trong chưa? Đấy, đấy như đánh này, những ngày nào đánh trực tiếp luôn. À, học chiều đánh trực tiếp luôn. Chiều đánh cùng. Những hạng nào này hai điểm. Nhanh, săn lắm, chắc. Vận động viên này và về kéo xe cát đơn giản đấy. Ta từ gạch cát và kéo đơn giản xe bò khỏe lắm, nhìn cũng khỏe. Đó, khỏe, không được có bàn tay. Kết giờ nhớ nhất đầu tiên tóc thầm là 2 điểm, tóc thầm là 2 điểm. Hiệp 2. Đây là một hồi đánh nhoáng. Hiệp 2 bắt đầu. Các
Chết rồi. Rồi. Cố xanh sao? Cố. Ô. Xanh được 2 điểm. Hay quá, nhanh hay quá nhỉ. Thì hay thế. Làm miếng không bằng dứt khoát. Đấy, có cái khoát cái là xanh chuyển ngay. Xanh chuyển nhanh quá. Quá nhanh, xanh quá nhanh. Đã được 3 điểm. Dứt khoát thì còn chưa chết. Xanh chết, không chống được. Đánh. Nhiều người đối ra. Xanh nhanh thật đấy nhỉ. Có một kết quả. Sau 2 hiệp đấu với số điểm 6-1.